Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp lần này được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin và đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, ra soát phạm vi chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời xuất phát từ thực tiễn tạo điều kiện cho tất cả các bộ trưởng ngành đều được tham gia trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ trưởng nêu cao trách nhiệm, làm rõ vấn đề, đưa ra các giải pháp thiết thực hiệu quả, khả thi, đảm bảo vừa khắc phục kịp thời hiệu quả các yếu kém hạn chế, vừa tạo được chuyển biến thực chất căn cơ lâu dài đối với từng nội dung được chất vấn. Trong phiên sáng nay đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan về lĩnh vực tài chính, gồm công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, việc thẩm định cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính việc thực hiện pháp luật đối với kinh doanh sổ số đặt cược casino và trò chơi điện tử có thưởng thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá